Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh Hồ, kỹ sư xây dựng. Mình đến từ VN10, tổ chức chuyên tư vấn thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, nhà phố, biệt thự, nhà trọ. Hôm nay mình nhận một bức thư của bạn Ánh Nguyệt đến từ quận 4, nhờ tư vấn thiết kế nhà. Nội dung của bức thư như sau. Chúng tôi mới mua được một mảnh đất có diện tích là 4 x 13 m và muốn xây căn nhà có 2 phòng ngủ cho 2 vợ chồng và 2 con gái. Tuy nhiên, 2 vợ chồng chỉ có khoản kinh phí là 170 triệu đồng. Nhờ các kiến trúc sư tư vấn giúp gia đình tôi thiết kế một ngôi nhà với phong cách trẻ trung. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn Ánh Nguyệt đã đến với VN10 và nhờ chúng tôi tư vấn. Và dưới đây là phương án mặt bằng của chúng tôi dựa trên những thông tin mà bạn đã cung cấp như sau. Để đáp ứng nhu cầu và kinh phí của gia đình bạn, chúng tôi gợi ý bạn thi công căn nhà cấp 4 có diện tích là 52 m², ngang 4 m và chiều dài 13 m, có 2 phòng ngủ như sau. Đây là mặt bằng bản vẽ ngôi nhà chúng tôi đã thiết kế. Do mảnh đất của bạn có chiều dài khá lớn nên chúng tôi quyết định chừa ra 1,5 m bên ngoài làm sân trước để xe và khoảng sau 60 cm phía sau để lấy thoáng cho phòng ngủ bên trong. Không gian sinh hoạt chung của ngôi nhà gồm phòng khách, bếp ăn đặt ở phía trước gần cửa ra vào. Còn lại 2 phòng ngủ và phòng tắm nhỏ được bố trí phía sau để đảm bảo độ riêng tư. Do ngôi nhà có mức đầu tư thấp và diện tích khá hạn hẹp nên chúng tôi gợi ý bạn lựa chọn phong cách Scandinavian làm chủ đạo. Các món nội thất trong nhà bạn có thể lựa chọn một cách ngẫu nhiên, vừa sinh động, gần gũi mà lại không kém phần tinh tế. Ngoài ra bạn cũng có thể bày thêm đồ decor hay chậu cây cảnh để giúp ngôi nhà thêm sinh động và gần gũi với thiên nhiên. Và dưới đây là một số hình ảnh minh họa cách bố trí, trang trí đồ nội thất và báo giá để bạn tham khảo thêm. Ngôi nhà có diện tích khá hạn hẹp nên bạn hãy bố trí phòng khách và bếp liên thông với nhau theo phong cách Scandinavia để tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn. Bạn nên lựa chọn bếp chữ Y để tiết kiệm diện tích. Bàn bếp ăn nhỏ gọn nhưng cá tính sẽ là điểm nhấn đẹp mắt cho căn bếp. Để phòng ngủ chính có nhiều ánh sáng, bạn nên thiết kế cửa sổ cỡ lớn bằng kính. 2 con gái sử dụng chung một phòng ngủ với 2 giường riêng biệt để đảm bảo độ riêng tư. Và dưới đây là bảng tư vấn giá cả của chúng tôi để bạn tham khảo. Về chi phí xây dựng thô ước tính, hiện nay trên thị trường, các nhà thầu xây dựng thường lấy mức giá là khoảng 3 triệu đồng trên 1 m² cho căn nhà cấp 4. Vì vậy chúng tôi ước lượng phần xây thô cho căn nhà của bạn là khoảng 156 triệu đồng, đã bao gồm ốp lát và các thiết bị cho nhà vệ sinh. Về phần đồ nội thất thì chúng tôi có các phương án như sau. Chúng tôi thiết kế phòng khách của bạn cũng chính là nơi đặt căn bếp và cũng là nơi để phòng ăn. Vì vậy theo chúng tôi, bạn nên đầu tư cho căn bếp của mình một cách sang trọng và hiện đại. Chúng tôi sử dụng bếp điện từ MFC có chiều dài là 3,5 m. Hiện nay trên thị trường có giá là 3,5 triệu đồng trên 1 m dài. Thì chi phí bếp của bạn là khoảng 12 triệu đồng. Mặt bếp làm bằng đá kim sa, chiều dài là 3,5 m. Hiện nay trên thị trường có giá là 600.000 đồng trên 1 m dài. Thì chi phí mặt bếp đá kim sa cho bạn là 2,1 triệu đồng. Gạch bông ốp tường bếp hiện nay trên thị trường có giá là 250.000 đồng trên 1 m². Diện tích gạch bông ốp tường bếp của bạn là 2 m² thì sẽ có giá là 500.000 đồng. Về phòng ngủ, chúng tôi lựa chọn giường cho các bạn bằng vật liệu gỗ keo có kích thước là 1,6 m, dài 2 m. Hiện nay trên thị trường có giá là khoảng 1,5 triệu đồng cho một chiếc giường. Vì vậy kinh phí cho giường là 3 triệu đồng. Tủ áo phòng của con có kích thước là dài 2,2 m, rộng 600 cm, cao 2 m thì sẽ có giá là khoảng 10 triệu đồng. Tủ áo phòng ngủ của bố mẹ thì kích thước dài rộng cao như sau. Dài là 1,2 m, rộng là 0,6 m và cao là 1,2 m thì sẽ có giá là 3,2 triệu đồng. Và cuối cùng đó là bộ bàn ăn 6 ghế có giá là 5 triệu đồng. Như vậy tổng kinh phí thiết kế xây dựng nội thất của gia đình bạn Ánh Nguyệt đó là 187 triệu đồng. Chúc bạn Ánh Nguyệt hài lòng với căn nhà của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn muốn tư vấn thiết kế xây dựng các công trình nhà phố, biệt thự, phòng trọ thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại và địa chỉ email đã đưa bên dưới video. Cảm ơn các bạn.